Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư ngày 17 tháng 7 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 8. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 9, 5. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2062, 7964, 6373. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9233. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 66806, 28271, 63435, 10298, 08799, 89829, 39584. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 13979, 71713. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 80627. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00497. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 07 4 3 8 7. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 07 4 3 8 7.